Xin kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay các tỉnh miền Bắc tiếp tục tăng từ 1 cho đến 2 độ so với ngày hôm qua, trời nắng hanh và trước khi đón đợt gió mùa Đông Bắc lạnh nhất từ đầu mùa. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét và vùng núi cao có nơi rét đậm, rét hại. Các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế hôm nay, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Các tỉnh từ Đà Nẵng cho đến Phú Yên hôm nay nhiều mây, có mưa ở một vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3 và trời lạnh. Dự báo từ trưa, chiều mai ngày 16 tháng 12, đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh miền Bắc và miền Trung của nước ta. Từ ngày 17 cho đến ngày 23 tháng 12, khu vực Bắc Bộ và khu vực Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại và khu vực từ Quảng Bình cho đến Quảng Ngãi trời rét. Riêng ngày 18 cho đến 19 tháng 12, khu vực Bắc Bộ có khả năng rét hại. Vùng núi Bắc Bộ có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ phổ biến từ 8 cho đến 11 độ C. Khu vực vùng núi và Trung du Bắc Bộ sẽ phổ biến trong khoảng từ 3 cho đến 5 độ C. Vùng núi cao có nơi dưới 0 độ. Khu vực từ Quảng Bình cho đến Thừa Thiên Huế phổ biến trong khoảng từ 12 cho đến là 15 độ C. Và khu vực từ Đà Nẵng cho đến Quảng Ngãi, nhiệt độ sẽ trong khoảng từ 16 cho đến 18 độ C. Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm ngày 16 tháng 12 đến ngày 18 tháng 12, khu vực từ Hà Tĩnh cho đến Khánh Hòa có mưa, mưa vừa và cục bộ có mưa to và dông. Tây Nguyên hôm nay và ngày mai nền nhiệt tăng nhẹ, ban ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào ở một vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào ở một vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Dự báo từ ngày mai, ngày 16 tháng 12, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Thưa quý vị, mùa lạnh, ẩm độ không khí tăng cao, nhiệt độ giảm thấp là điều kiện thuận lợi cho nhiều loại bệnh trên đàn gia cầm phát sinh và lây lan mạnh. Vào thời gian này, người nuôi gia cầm thường lo ngại các bệnh như là cúm, gumboro, hen, tụ huyết trùng. Để tránh cho gia cầm mắc phải những căn bệnh này gây hao hụt số con trong đàn, người chăn nuôi cần chủ động sớm biện pháp bảo vệ gia cầm trong mùa lạnh và cụ thể là như sau. Trước tiên, chuồng nuôi cần được tu sửa, che chắn kín gió, đảm bảo thức ăn có đầy đủ chất dinh dưỡng phù hợp với từng lứa tuổi của gia cầm. Cho gia cầm uống đủ nước sạch, đồng thời là bổ sung vào nước một số chất khoáng, B-complex, vitamin C, B1 có tác dụng là tăng khả năng hấp thu thức ăn và tăng sức đề kháng. Ngoài ra thì cần kiểm tra và xử lý không để đọng phân, nước thải, vệ sinh máng ăn uống thường xuyên. Cùng với đó là tiêm vaccine cho toàn đàn. Còn đối với đàn gia cầm bị mắc bệnh thì cần nhanh chóng sử dụng kháng sinh với liệu trình là từ 3 cho đến 5 ngày và đồng thời thì bổ sung vitamin, dung dịch điện giải giúp nâng cao sức đề kháng con vật, tăng hiệu quả điều trị. Quay trở lại với những thông tin thời tiết trên biển. Thưa quý vị, từ chiều tối đến đêm ngày 16 tháng 12, ở Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị cho đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Trường Sa có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 cho đến 4 mét và biển động mạnh. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, sẽ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 4 cho đến 6 mét, biển động mạnh. Và như thường lệ, cuối cùng sẽ là những thông tin thời tiết cụ thể tại các vùng vào ngày mai. Kính mời bà con cùng theo dõi.